Chắc thì có nói ngày mô mi sao tăng mô mười chủ đề là âm thanh của ngôn ngữ. Âm thanh của ngôn ngữ là quan trọng khi chúng ta nói bằng ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ. Tôi đang học tiếng Việt nên âm thanh là quan trọng, vì âm thanh của ngôn ngữ là phát âm là quan trọng. Tôi đã sử dụng AI để có âm thanh tốt nhất, phát âm tốt nhất. Âm thanh là nguyên âm và phụ âm, nên cũng nhau nguyên âm và phụ âm cũng nhau có từ, nên chúng ta có thể nói để biết lắm đâu là âm thanh. Âm thanh là phát âm, nên khi chúng ta bắt đầu học ngôn ngữ, nên trẻ em nhồi học bắt đầu là nhồi học bắt đầu là trẻ em và nhồi học bắt đầu là có âm thanh, đi có thể nè, có thể nè, âm thanh là chúng ta có thể có phát âm tốt nhất. Khi tôi học tiếng Việt, tôi có thể sử dụng AI cô luyện tập cho cô âm thanh tốt nhất, bằng sử dụng nguyên âm và phụ âm, nên chúng ta có thể sử dụng AI để cô âm thanh tốt nhất, nên âm thanh tốt nhất nên có thể phát âm tốt nhất. Hôm nay tôi nói về âm thanh của ngôn ngữ, âm thanh của ngôn ngữ, nên có thể sử dụng AI có luyện tập phát âm tốt nhất, nên có thể sử dụng AI. Tôi là thú vị, rất quý để học ngôn ngữ với AI, sử dụng AI. Tôi có thể giải dụ cảm chỉ. Nên tôi muốn nói về chủ đề và câu chuyện vàng tiếng Việt. Tiếng Việt là khó khăn vì tiếng Việt có nếp 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 âm, nên thanh chữ. Thanh chữ là ví dụ Trung Quốc, thêm Trung Quốc, nên khi chúng ta có âm thanh khác nhau là tu ý nghĩa tu là khác nhau.
Hôm nay tôi nói về tam thân của nồng nữ à, nhưng mà không, tôi không có phát âm tốt nhất nên tôi cố gắng nói về âm thanh và phát âm. Tôi cố gắng nên có thể nói vàng tiếng Việt. Tôi muốn có thể học nhanh nhanh.
Nhất chỉ vai trồng, nhất chỉ ngay sau tam mừng âm thần và an toàn. Hôm nay tôi muốn nói về an toàn của âm thần ba, tại sao nó lại quan trọng thì chúng ta nói về âm thần. Chúng nên chúng đến thiên nói của con nói và an toàn của âm thần cũng là môi yếu của không kem phản quan trọng đối đang có những suy nghĩ về thứ này. Tại sao an toàn âm thanh lại quan trọng? Thứ này quan trọng vì âm thanh có thể tác động đến tâm trí và tâm sự của chúng ta. Âm thanh tốt nhất là những âm thanh làm chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu và an lành. Tôi đã lắng nhẹ và chút âm nhạc rồi an tâm. Từ những an tâm những gì đến tiếng trong phòng từ cho đến những tiếng động ở bên ngoài tôi thức tất cả đều nhắc nhở tôi rằng an toàn. Âm thanh là không chỉ là về việc âm thanh chỗ răng mà cũng là về cảm giác mà nó mang lại chỗ chúng ta khi âm thanh dễ chịu và không quá ồn ào. Nó giúp ta thư giãn và thật sự hơn. Tại sao an toàn âm thanh lại quan trọng? Nó quan trọng bởi vì âm thanh có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và tinh thần của chúng ta. Âm thanh tốt có thể giúp ta cảm thấy vui nhẹ trong khi âm thanh không an toàn qua hồn nào cho thấy anh có thể gây khó chịu và căng thẳng. Tôi đã học rất nhiều từ khắc phục chỗ truyền và lắng nghe. Ví dụ khi tôi nghe nhạc phong giống nội song núi trình phong nhạc thì tôi cảm nhận được sự an toàn và thoải mái. Hôm nay, tôi muốn nói về tầm quan trọng của âm thanh và thu hồn âm thanh. Trong cuộc sống, tôi âm thanh nhẹ nên nhắn âm thanh tự nhiên đến âm thanh được cứu trên căn nhận. Dùng môi trường tự âm, tất cả chịu ảnh hưởng đến cảm nhận của chúng ta, cao hồi và trao đổi. An toàn âm thanh là gì và tại sao một quan trọng là an toàn âm thanh là việc đảm bảo rằng âm thanh xuống còn chúng ta không cái thôn hai ông căng số tâm sĩ và tinh thần nhiều quan trọng bị âm tàn ăn hung sức tiếp tinh cảm xúc và tinh thần của chúng ta làm thế nào để âm tàn giúp cải thiện tâm trạng âm tàn dữ nè và chú có thể giúp chúng ta thư giãn, giảm căng thẳng và tao lá, cảm giác an toàn, ngược lại âm thanh của lớn hô, chỗ tại có thể khiến chúng ta cảm thấy căng thẳng và khó chịu. Chúng ta có thể bảo đảm an toàn âm thanh như thế nào? Chúng ta có thể bảo đảm an toàn âm thanh bằng các số những môi trường miễn phí này. Nếu chúng ta nghe trong ô khi cần thiết bảo thao là âm thanh để chứa sống không gian sống. Tại sao âm thanh miễn phí lại mang lại sự an toàn? Âm thanh những thiên giúp giảm căng thẳng. Tao giữ khen cho tâm trí chúng ta được nghỉ ngơi và giữ ta tập trung tập phẩm. Ok. Đúng.